Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Đầu năm mới em xin kính chúc quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn một năm mới sức khỏe, thành công, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và tiếp tục những nội dung xoay quanh những cái vấn đề liên quan tới thị trường bất động sản, những vấn đề liên quan tới ngân hàng cũng như là mối quan hệ giữa bất động sản và ngân hàng. Thì hiện nay lừa đảo liên quan tới bất động sản nó rất là nhiều. Thị trường bất động sản phải nói rằng là nó là một cái thị trường béo bở đối với những cái cá nhân và các tổ chức họ lợi dụng để lừa người dân. Những người có những cái kiến thức về bất động sản hạn hẹp hoặc là không có cái điều kiện để mà tiếp xúc với bất động sản nhiều. Một khi mà giao dịch liên quan tới bất động sản thì lại bị các đối tượng này họ lợi dụng và họ chiếm đoạt tiền bằng rất là nhiều các thủ đoạn, hành vi, bằng nhiều chiêu thức rất khó để mà đoán được. Mà rất là nhiều người hiện nay đã bị lâm vào cái cảnh là tan cửa nát nhà luôn, cũng vì là quá tin hoặc là hạn chế về những cái kiến thức thị trường. Và hôm nay đầu năm mới 2024 thì để tránh những cái rủi ro khi mà mua đất thì em xin gửi đến quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một vài lưu ý cho chúng ta khi mua hoặc giao dịch bất động sản, đặc biệt là mua đất ha, để cho mọi người có thể tham khảo kỹ hơn. Và mặt khác, người mua có thể tự mình tìm hiểu những cái thông tin về thửa đất. Mọi người có thể tự mình tìm hiểu những cái quy định về mua bán đất. Mà trên hết là chúng ta phải không bỏ qua những cái bí quyết này để mà không bị lừa khi mà mua đất nha. Và mọi người cũng xin lưu ý giúp em rằng là dưới đây là những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm mà em sưu tầm được. Em nhớ là có ở đâu đó ở trên Facebook á, người ta chia sẻ rất là hay cái bài viết này. Và theo những cái quan sát thực tế mà em cũng sẽ lưu lại, em thì không thể ghi chính xác được cái nguồn, cho nên là quý cô chú, anh chị và các bạn cũng thông cảm giúp em. Tại vì cái bài viết thì cũng được chia sẻ qua đi qua lại rất là nhiều, truyền tay nhau rất là nhiều người chia sẻ rồi. Và hôm nay thì em xin chia sẻ lại dưới những cái câu văn, lời thoại cũng như là những cái trải nghiệm thực tế của em nữa, để cho mọi người có thể tham khảo. Những cái kiến thức thì hiện nay thì nó vô biên, nó rộng lớn. Chúng ta cần phải học hỏi những cái điều tốt đẹp, những cái thực tế mà những người khác họ đã trải qua rồi. Em cũng vậy thôi, cá nhân em cũng vẫn đang phải nỗ lực, phải tìm hiểu, phải học hỏi rất là nhiều kiến thức ở khắp mọi nơi. Ở đâu có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm hay thì em cũng chọn lọc lại cho riêng mình, để hôm nay em may mắn được chia sẻ đến với quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ nó nha. Và em sẽ không lòng vòng nữa, em vào thẳng vấn đề luôn. Đầu tiên thì em sẽ giải thích một số cách gọi. Đầu tiên đó là mua bán đất là gì. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là mua bán đất là cái cách gọi phổ biến của người dân hiện nay. Theo quy định của pháp luật á, thì mua bán đất nó có tên gọi pháp lý là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có nghĩa là nhẹ quý cô chú anh chị. Và thứ hai đó là chúng ta phải hiểu được cái cách gọi là sổ đỏ, sổ hồng là gì. Sổ đỏ, sổ hồng là cái cách gọi phổ biến của người dân. Tùy vào từng thời kỳ mà người ta có thể gọi là sổ đỏ, tùy vào thời kỳ thì người ta gọi là sổ hồng. Cái tên gọi pháp lý thì khác nhau. Từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2009 đến nay thì khi mà đủ điều kiện thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu chung rồi của Bộ Tài nguyên Môi trường với cái tên gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Người ta gọi chung nó là giấy chứng nhận thôi quý cô chú anh chị. Và để an toàn khi mà chuyển nhượng đất, chuyển nhượng những cái tài sản của mình, thì người nhận chuyển nhượng là người mua đó, thì chúng ta cần nắm những cái quy tắc như sau. Lưu ý đầu tiên đó là chỉ mua đất khi đã có sổ rồi. Hiện nay ấy, thì trên thị trường có rất là nhiều các kiểu giao dịch. Và những cái giao dịch đó nó đặc thù là đều liên quan tới cái pháp lý của bất động sản, đặc biệt là liên quan tới những cái cuốn sổ thôi quý cô chú anh chị. Em lấy một cái ví dụ này cho quý cô chú anh chị dễ hiểu, là ví dụ như những cái miếng đất họ có sổ rồi á, thì người ta mua bán bình thường, có nghĩa là chuyển nhượng sang tên bình thường với nhau, ra công chứng rồi theo đúng quy trình.
hoặc là những cái miếng đất mà có sổ rồi thì người ta cũng còn có một cái hình thức là mua bán ủy quyền, có nghĩa rằng là người bán họ sẽ ủy quyền cho một bên thay mặt cho người bán đi mua bán với người khác. Rồi hoặc là có những cái mảnh đất chưa có sổ thì người ta thường mua bán theo cái kiểu là vi bằng, giấy tay, hợp đồng và rất là nhiều các loại đất khác nữa. Và theo quy định của pháp luật nha, theo khoản 1 điều số 188 của luật đất đai 2013 có quy định là người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện sau. Thứ nhất là phải có giấy chứng nhận, trừ những cái trường hợp quy định theo tại khoản 3 điều số 168 và những cái trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 điều 168 của luật này ha. Thì cái này ở trên luật thì quý cô chú anh chị có thể tham khảo thêm. Thứ nhất là chúng ta nên lưu ý là phải có giấy chứng nhận nha. Thứ hai là cái mảnh đất đó không có tranh chấp. Và thứ ba đó là quyền sử dụng đất không bị kê biên để mà đảm bảo cho thi hành án. Và thứ tư là cái miếng đất đó đang còn trong thời hạn sử dụng đất. Đó là bốn cái lưu ý nha. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là nếu như người chuyển nhượng đất không có giấy chứng nhận á thì chúng ta không nên mua. Trừ hai trường hợp sau. Trừ hai trường hợp sau ha. Trường hợp thứ nhất đó là nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của luật đất đai 2013. Đó là nhận thừa kế nha quý cô chú anh chị. Và thứ hai đó là nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đều là những người nước ngoài hoặc là những người ở Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở tại Việt Nam thì nhận thừa kế không được cấp sổ đỏ nhưng được chuyển nhượng ha. Thì đây là hai cái trường hợp là người ta được chuyển nhượng khi mà không có sổ đỏ, thì đó là liên quan tới là nhận thừa kế hết nha quý cô chú anh chị. Còn mà cái nguồn gốc của nó thì từ mua đi bán lại, nhưng mà đất đó không có sổ thì chúng ta nên lưu ý chúng ta chỉ mua đất khi đã có sổ rồi. Và lưu ý thứ hai đó là chúng ta không nên trả hết tiền khi mà chưa sang tên sổ xong. Lấy căn cứ ở luật luôn cho quý cô chú anh chị dễ hiểu là tại khoản 3 điều số 188 của luật đất đai năm 2013 có quy định rằng cái việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế hay tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất hay là góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải đăng ký tại các cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ cái thời điểm đăng ký vào sổ địa chính nha. Và như vậy thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có hiệu lực khi mà đăng ký vào sổ địa chính thôi. Nếu mà chưa đăng ký vào sổ địa chính á thì không thể trả hết tiền cho người chuyển nhượng được. Và thực tế thì người mua và người bán sẽ tự thỏa thuận với nhau cái số tiền được giữ lại để đảm bảo mà khi ra sổ ra được cái tên của bên mua rồi thì khi đó không có bị trục trặc gì thì bên mua mới trả đủ tiền cho bên bán. Đó là cái giao dịch thông thường hiện nay. Và thông thường thì cái số tiền được giữ lại sẽ giữ tầm khoảng là 5%, 10%, thậm chí là 15% số tiền giao dịch ha, hoặc có thể là cao hơn tùy cái thỏa thuận giữa hai bên thôi. Nói chung thì chúng ta giữ lại càng cao càng tốt. Mọi người nên lưu ý là cái điểm này để mà giao dịch an toàn hơn nha. Chúng ta nếu như giữ lại cái số tiền nó được cao thì chúng ta sẽ được an toàn hơn. Khi mà sổ ra tên mình rồi thì mình sẽ gửi lại cho họ cái số tiền còn lại. Đó là một cái lưu ý, không nên trả hết tiền khi mà chưa sang sổ xong nha. Và cái lưu ý thứ ba tuyệt đối không được quên đó là chúng ta phải kiểm tra sổ giả, kiểm tra quy hoạch, kiểm tra cái tình trạng thế chấp và kiểm tra coi thử là miếng đất đó có bán cho nhiều người hay không. Ở thị trường hiện nay á, lợi dụng cái lúc mà sốt nóng, khan hiếm đất thì nhiều thành phần họ đã dùng cái cách là làm sổ giả để mà bán cho nhiều người. Và thực tế là có rất là nhiều người bị mắc bẫy và người bán bất động sản đó cũng là không phải là chủ luôn. Thế cho nên đó là chúng ta phải bắt buộc kiểm tra sổ đó có phải là sổ giả hay không nha. Và nếu như trường hợp cái tài sản đó nó đang thế chấp tại ngân hàng đi chẳng hạn thì chúng ta nên yêu cầu bên bán cung cấp được cho chúng ta là cái hợp đồng thế chấp
hay là cái giấy tờ gì liên quan tới cái khoản nợ tại ngân hàng đó. Và tốt nhất là chúng ta nên lên trực tiếp tại cái ngân hàng mà cái bên chủ nhà họ đang nợ ở trên đó, họ bán cái bất động sản đó hay là họ đang thế chấp tại bất động sản đó, thì chúng ta kiểm tra thì sẽ chính xác hơn là có đúng là chủ này đang nợ ở ngân hàng hay không nha. Chúng ta có thể nhờ nhân viên ngân hàng chúng ta quen biết để mà kiểm tra CAC, kiểm tra cái tình trạng nợ xem phải là cái tài sản đó nó đang nằm ở ngân hàng hay không. Cái này thì em cũng đã nói rất là nhiều ở clip trước rồi ha. Cái này quý cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo lại. Còn đối với cái cách mà chúng ta kiểm tra sổ đó là giả hay thật á, thì có một cái cách cơ bản như thế này. Chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp các thông tin trên giấy chứng nhận nếu như chúng ta có kỹ năng. Còn không thì chúng ta sẽ xin thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai, những nơi mà cấp sổ, những cái nơi quản lý những cái cuốn sổ đó. Mặc dù là có rất là nhiều cái cách khác nhau nhưng mà không phải ai cũng có kinh nghiệm để mà kiểm tra trực tiếp trên cái giấy chứng nhận đâu. Do vậy thì cái cách tốt nhất là để kiểm tra cái giấy chứng nhận đó thật hay giả thì chúng ta nên xin thông tin tại cái văn phòng đăng ký đất đai. Nếu như thửa đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận á thì chắc chắn đó là cái giấy chứng nhận giả thôi cô chú anh chị. Và tiếp theo, đối với cái việc là kiểm tra nhà đất đó nó có thuộc quy hoạch hay không á, thì để mà biết được cái thửa đất đó nó có bị quy hoạch hay không thì người dân có nhiều cách khác nhau, cũng giống như là kiểm tra sổ thôi. Và chúng ta có thể là xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã hay là thành phố trực thuộc tỉnh. Những cái cấp xã thì ở xã, phường, thị trấn chẳng hạn. Còn xem trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng được, nhưng mà hiện nay thì chưa được cập nhật đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Và chúng ta cũng có thể chọn cái phương án là hỏi ý kiến của những cái công chức địa chính cấp xã hoặc là những người dân tại cái khu vực có thửa đất đó để mà biết thêm những cái thông tin liên quan. Và chúng ta còn một cách nữa, đó là xin thông tin tại những cái văn phòng đăng ký đất đai. Thì nếu như chúng ta đã đi kiểm tra coi sổ đó là giả hay thật rồi thì chúng ta nên đi kiểm tra luôn cái thông tin quy hoạch. Em đã từng đi lên kiểm tra rất là nhiều thông tin quy hoạch của rất là nhiều lô đất, thì chúng ta chỉ cần cầm cái cuốn sổ photo thôi, chúng ta lên đề nghị dưới cái tên của mình là mình sẽ xin cái thông tin rằng là thửa đất đó hiện nay á, là có bị quy hoạch gì hay không, những cái liên quan là ở trên văn phòng đăng ký đất đai họ sẽ trả lời cho mình bằng văn bản luôn nha quý cô chú anh chị. Cho nên là chúng ta có thể đi trực tiếp lên văn phòng đăng ký đất đai để mà xin những cái thông tin này. Và đối với cái trường hợp mà kiểm tra những cái thông tin thế chấp của cái tài sản đó, cái thửa đất đó có chuyển nhượng cho nhiều người hay không, thì chúng ta cũng có thể kiểm tra ở văn phòng đăng ký đất đai luôn. Thì cái việc này cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần là tải cái phiếu yêu cầu mẫu số 01 xẹt PIC, phiếu yêu cầu của quý cô chú anh chị, và điền chính xác vô đầy đủ các thông tin của mình vô, ghi rõ cái lý do là thông tin cái thửa đất đó, người đứng tên trên giấy chứng nhận là ai, để mà đối chiếu các thông tin với dữ liệu địa chính ha. Và chúng ta sẽ nộp trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc là nộp tại bộ phận một cửa để mà chuyển cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chúng ta cũng có thể gửi qua đường bưu điện luôn. Thì cái việc này thì chỉ cần là chúng ta điền vô cái mẫu số 01 thôi là ok rồi, và tiếp nhận xử lý yêu cầu sau khi mà văn phòng đăng ký đất đai họ tiếp nhận họ xử lý yêu cầu rồi. Thì những cái thông tin này sẽ được cung cấp rất là nhanh. Có thể rằng là nếu như chúng ta yêu cầu trước 3 giờ chiều á thì là sẽ được nhận kết quả ngay trong ngày luôn. Và trường hợp nếu như chúng ta gửi cái yêu cầu đó sau 15 giờ, sau 3 giờ chiều của cô chú anh chị, thì cái dữ liệu đất đai sẽ được thực hiện vào cái ngày tiếp theo ha. Sẽ trả thông tin lại cho mình vào cái ngày tiếp theo luôn, cho nên chúng ta dễ dàng đối chiếu và kiểm tra thông tin. Và lưu ý thứ tư là chúng ta phải đặt cọc đúng luật nha. Và trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, thông thường thì các bên họ sẽ đặt cọc để mà làm tin. Còn đối với những cái quy định về đặt cọc nè và phạt vi phạm được quy định rõ tại cái điều số 328 tại Bộ luật Dân sự năm 2015 rồi. Và vậy thì việc đặt cọc chúng ta nên thành lập thành văn bản đi và có chữ ký đầy đủ giữa các bên, và nên có một cái người đứng giữa làm chứng. Mặc dù là không bắt buộc phải đi công chứng hoặc là chứng thực, nhưng cái số tiền đặt cọc nếu mà lớn á, thì chúng ta nên đi công chứng nha, chứng thực nha. Theo em thì tầm là 100 triệu đổ lên đi, đặt cọc 100 triệu đổ lên là thường là đi công chứng đi cho chắc cú.
Còn không thì đặt cọc khoảng tầm là 50 triệu thì chúng ta cũng có thể châm trước rằng là thôi đặt cọc như vậy thì đặt cọc giấy tay với nhau thôi cũng được, có người đứng làm chứng cho mình để mình dùng cái đó là cái căn cứ để sau này nếu xảy ra cái chuyện gì thì chúng ta có thể sử dụng cái hợp đồng đó để mà giải quyết khiếu nại ha. Bởi vì cái tiền cọc là cái tiền làm tin thôi, làm tin cho bên bán rằng là tôi sẽ mua cái miếng đất đó, chứ không phải rằng là một cái thỏa thuận gì gọi là trách nhiệm gì ở đây. Nếu như tôi không mua thì tôi mất cái tiền cọc này đó, theo đúng cái hợp đồng, đúng cái tinh thần của tiền cọc ha. Nhưng mà chúng ta phải làm đúng theo quy định nha. Còn tốt nhất thì chúng ta đã, nếu mà đặt số tiền lớn 100-200 triệu là số tiền lớn rồi quý cô chú anh chị, thì chúng ta nên đi công chứng luôn cho chắc cú. Và mọi người lưu ý rằng là người nhận chuyển nhượng, có nghĩa là người mua có thể thỏa thuận với cái người bán là cái nội dung ghi phía bên trong á, thường là người ta hay lách theo kiểu là tiền trả trước là một khoản tiền thế này thế kia, là tiền trả trước nha, thay vì là ghi là hợp đồng đặt cọc nhưng mà ghi là tiền cọc, nhưng mà họ ghi là tiền trả trước. Thì chúng ta nên lưu ý cái điểm này là chúng ta nếu mà làm đúng theo luật á, là chúng ta phải ghi là đặt cọc số tiền là chừng đó, thì khi mà hợp đồng đó bị phá vỡ hoặc là không thực hiện được hợp đồng thì cái tiền phạt vi phạm thì nó phạt theo tiền cọc chứ không phải là tiền trả trước nha. Nếu chúng ta ghi theo tiền trả trước thì chúng ta sẽ không được phạt cái số tiền cọc đó đâu. Và cái nội dung này là em bám theo luật để mà phân tích nha quý cô chú anh chị, không phải rằng là lấy những cái thông tin ở đâu đâu nha. Đây là những cái mà bám theo luật, thì quý cô chú anh chị cũng có thể xem tại cái điều số 328 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 có quy định là đặt cọc như thế nào và phạt cọc như thế nào nha. Và lưu ý thứ năm, chúng ta nên lưu ý là cẩn trọng khi nghe những cái thông tin liên quan tới giá đất nó rẻ bất ngờ nha. Từ xa xưa thì ông bà ta có cái câu là của rẻ là của ôi. Thích mua hàng giá rẻ thì là cái tâm lý chung của rất là nhiều người rồi. Khi mà chuyển nhượng đất đai cũng vậy luôn. Nếu như giá đất nó rẻ bất ngờ so với cái giá mặt bằng chung tại cái khu vực đó, khi mà chúng ta khảo sát giá mặt bằng chung, ví dụ như là mặt bằng chung đó giá đất nó khoảng tầm tỷ thôi, nhưng mà sao cái giá đất của cái lô này nó bán có 500 triệu thôi à, giá rẻ hơn một nửa luôn, thì chúng ta cần cẩn trọng hơn nha. Nhất là đất phân lô, những cái loại phân lô bán nền, và chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ nếu như trường hợp ở khu đó không được, không đủ điều kiện chuyển nhượng thì chúng ta không nên ký hợp đồng chuyển nhượng nha. Và trên thực tế thì mặc dù cho biết rằng là cái thửa đất đó nó không đủ điều kiện chuyển nhượng thì khi đó giao dịch đó nó sẽ bị vô hiệu, nhưng mà vì cái lợi ích nhiều người vẫn chấp nhận ký hợp đồng, chấp nhận rủi ro luôn để mà đầu tư mạo hiểm. Và rất là nhiều người đã bị sa bẫy bởi vì những cái miếng đất không đủ điều kiện chuyển nhượng này rồi. Và năm ngoái thì có một cái chuyên gia nào đó lùa người dân vào mua những cái miếng đất bán với cái điều kiện rằng là bán vi bằng ở Đồng Nai đó quý cô chú anh chị. Thì vị chuyên gia này cũng hô hào rất là nhiều và cũng bị chỉ trích rất là nhiều người, bán riêng nội bộ cho học viên của mình thôi. Sau đó thì cam kết rằng là sau này sẽ xây ở đó lên và bán những cái lô đất ở đó, làm ra được sổ. Và khi mà điều tra thì mới biết được rằng là những cái lô đất đó giá mua thực tế ở đó thì chỉ có 1 triệu đến 1 triệu 6 trên 1 mét thôi. Nhưng mà khi mà chuyên gia này bán ra cho học viên của mình thì bán giá tới là 14 đến 16 triệu trên 1 mét luôn. Cho nên là mọi người nên lưu ý về những cái miếng đất mà giá rẻ bất ngờ nha. Của rẻ là của ôi, ông bà ta cũng có nói rồi. Và trên đây là 5 cái lưu ý cho chúng ta khi mà mua đất để tránh bị lừa ha. Đây là chỉ có 5 ý thôi, tổng cộng tới 10 ý lận. Thì hôm sau em sẽ lên clip tiếp, tại vì cái thời gian nó có hạn. Ở mỗi clip thì em tránh mất thời gian của nhiều người, thì em xin chia nó ra thành 2 video. Thì video đầu tiên nói về 5 ý và video thứ hai nói về 5 ý còn lại. Thì hy vọng rằng là được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, em xin chia sẻ những cái điều thực tế, những trải nghiệm và những đúc kết của em tại thị trường thực tế, cộng với những cái sự sưu tầm những cái mà kinh nghiệm của những đàn anh đi trước, những người ở trong thị trường thực tế,
họ chia sẻ lại, thì em sẽ góp nhặt lại, em xin chia sẻ lại, gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn để cho mọi người cùng nhau tham khảo và thảo luận nha. Để cho mọi người tránh bị lừa khi mà mình mua đất thì chúng ta nên nhất quyết phải biết được những điều này. Và cuối cùng em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã cố gắng lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo. Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe và đầu tư trong thị trường bất động sản an toàn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.